Hello anh em và chào mừng quý bạn quý vị đã quay trở lại với Taga Channel. Anh em biết đấy, sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trên toàn thế giới đã đẩy mạnh quá trình biến đổi nâng cấp của dòng xe cảnh sát. Những dòng xe chuyên biệt dần trở thành một mục tiêu quan trọng và các hãng xe cũng quyết liệt tạo ra một mẫu xe ấn tượng để cạnh tranh góp mặt trong lực lượng thực thi pháp luật. Danh sách ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đi khắp thế giới, bởi vì điều đặc biệt này không thể tìm thấy chỉ ở một quốc gia, chứ đừng nói đến một châu lục. Nghe thì thấy cũng hơi phê phê đúng không nào? Vậy thì hãy cùng Taga Channel đến ngay và luôn với Top 7 chiếc xe cảnh sát kỳ quái nhất mọi thời đại. Ở vị trí thứ 7 thì đó chính là xe bay ở Dubai. Nhắc tới Dubai, chúng ta nghĩ ngay tới những khách sạn 7 sao sang trọng, những tòa nhà chọc trời và vàng bạc thì rát ở khắp mọi nơi. Tất nhiên là về độ trời thì không thể không nhắc tới dàn siêu xe của cảnh sát nước này. Đây là vương quốc của siêu xe và những người mê tốc độ. Chính vì vậy, nếu không sở hữu chiếc xe công suất lớn, lực lượng cảnh sát sẽ bất lực nhìn quái xế qua mặt. Hiện tại thì Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Aston Martin UN77 là 3 trong số hàng chục siêu xe khủng nhất của lực lượng cảnh sát Dubai. Mọi chuyện thì sẽ không có gì đáng nói nếu vào năm 2017, Sở Cảnh sát thành phố Dubai không ký hợp đồng với công ty Hoversoft, một công ty Nga trụ sở tại Mỹ. Theo đó thì công ty này sẽ cung cấp dòng xe bay eVTOL cho phía Dubai. Mỗi chiếc xe có giá khoảng 150.000 đô la Mỹ được dùng để theo dõi nghi phạm và tuần tra từ trên không ở các địa điểm tập trung đông khách du lịch. Xe bay dự kiến sẽ chính thức được sử dụng vào năm 2020 và người điều khiển phương tiện này không cần phải có chứng chỉ phi công. Ông Khalid Nazer Anzazoki, giám đốc điều hành trung tâm trí tuệ nhân tạo thuộc Sở Cảnh sát Dubai đã nói: "Hiện thời thì chúng tôi có 2 đội đang được đào tạo điều khiển xe bay và chúng tôi đang tăng dần số lượng nhân sự tham gia tập lái phương tiện này." Cảnh sát Dubai đã quyền đặt hàng không giới hạn số lượng xe bay eVTOL theo nhu cầu mà họ mong muốn. Tuy vậy thì nhiều chuyên gia nhận định chiếc xe bay eVTOL không thật sự quá hữu ích cho lực lượng cảnh sát. Nhưng mà quả thật, chiếc xe này trông rất là ngầu và thu hút. Chiếc xe này có khả năng bay nhờ 4 cánh quạt, có một ghế ngồi, trọng tải là 272 kg, tốc độ di chuyển 64 km/h cùng tính năng lái tự động. Quá là chất luôn đúng không nào? 6. Xe máy cây cảnh sát. Có tốc độ cực đại chỉ 40 km/h, nhưng chiếc máy cây nặng 5 tấn John Deere 6630 vẫn được cảnh sát vùng Lincolnshire nước Anh lựa chọn cho chương trình chống tội phạm ở khu vực nông thôn. Cảnh sát trưởng Phil Vicker, người đưa ra ý tưởng này, đã cho biết chiếc máy cây này trông hơi ngộ một chút, nhưng có thông điệp sau nó. Đó là chúng tôi thực sự nghiêm túc trong việc giải quyết tội phạm ở nông thôn, và chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ với người dân địa phương. Cảnh sát khuyến khích các chủ trang trại đánh dấu máy cây của mình bằng một loại dung dịch đặc biệt, chỉ hiện lên khi có tia cực tím chiếu vào để có thể chống được trộm. Riêng chiếc máy cây cảnh sát này có giá lên tới 50.000 bảng Anh, chưa kể màu sơn đặc trưng của xe cảnh sát ở Anh, có đèn chớp màu xanh và biểu tượng lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên là cảnh sát Lincolnshire thì không phải trả tiền mua xe mà được nhà sản xuất cho mượn. 5. Xe chống đạn kỳ lạ ở cảnh sát Trung Quốc. Phát triển dành riêng cho cảnh sát và quân đội với cabin dạng hình cầu cho phép người bên trong quan sát toàn cảnh 360 độ. Chiếc xe được giới thiệu tại triển lãm an ninh Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2014 ở Bắc Kinh. Điểm thú vị nhất là thiết kế cabin không giống với bất cứ mẫu xe nào trước đây. Xe cảnh sát với cabin hình cầu chống đạn ở mức A, tiêu chuẩn được đặt ra bởi Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là người ngồi trong xe chỉ an toàn nếu bị tấn công từ bên ngoài bằng súng ngắn chứ không phải là súng máy. Cửa và kính theo đó đều rất dày và nặng. Nội thất trông đơn giản với hai ghế toàn màu đen. Sức mạnh thì đến từ động cơ điện với ắc quy là 15 kW/h. Tốc độ tối đa 80 km/h và chạy được 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Trọng lượng xe này là 1.200 kg, tải trọng tối đa lên tới 300 kg. Từ trong thì có thể bắn ra ngoài qua hai lỗ nhỏ trên cửa. Có một camera gắn trên trần. Phía ba đợt sốc trước có cài đặt lựu đạn khói, ngay phía sau đèn xi nhan. Nghe thì cũng ra gì phết đấy, đúng không nào anh em? 4. Caparo T1, siêu xe trong mơ của cảnh sát. Sơn phản quang kẻ dọc thân xe, đèn xanh nháy liên hồi, khả năng tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong vòng 2,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa là 354 km/h. Caparo T1 đích thực là hung thần những kẻ đam mê tốc độ. Cũng may cho giới giang hồ đạo trích, nhà sản xuất Caparo đã không quyết định tung T1 ra thị trường dưới dạng phiên bản thương mại.
Sự xuất hiện của T1 dưới vỏ bọc xe cảnh sát chỉ đơn giản là cách gây ấn tượng khác thường tại triển lãm tốc độ MPH diễn ra tại London vào năm 2007. Đại diện của Cavaro tự hào giới thiệu về mẫu xe đua có tốc độ cực đại là 354 km/h như sau. Chỉ cần thấp thoáng thấy bóng dáng của T1 ở trong gương chiếu hậu, những kẻ khinh nhờn pháp luật sẽ biết rằng chúng không còn đường thoát. Nhược điểm duy nhất của T1 là tiếng động cơ khá lớn, nhưng dù sao thì cũng không thể đọ được sự ồn ã của mẫu xe Worsley vốn rất phổ biến trong ngành cảnh sát Anh thập niên 60. Nói vui một chút thì chiếc xe đua này so với con máy cây ở trên thì đúng là một trời một vực. Và vị trí thứ 3 thì hãy cùng ta đến với siêu quái vật Bearcat C3. Hàng năm thì sĩ quan cảnh sát ở Mỹ chết rất là nhiều trong các vụ xả súng, bị bắt giữ hoặc phục kích. Đơn giản chỉ là truyền thông không công bố chúng mà thôi. Và chính vì thế, thời điểm xe bọc thép Lancôme Bearcat Z3 nặng 8 tấn xuất hiện đã đến. Với sức chứa tối đa 10 sĩ quan cảnh sát và khả năng chịu được đạn cỡ nòng 0.5, lấy khung gầm từ chiếc Ford F550, Bearcat có thể đạt tốc độ tối đa là 130 km/h và hoạt động liên tục. Nếu cần thì nó còn sẵn sàng đứng đầu những vụ tấn công hóa học. Tại Texas vào tháng 10 năm 2010, một tay súng đã sử dụng món đồ chơi của anh ta, AK-47, nã liên tục vào chiếc Bearcat hoàn toàn mới của lực lượng cảnh sát. Và cũng thật bất ngờ, không một sĩ quan nào bị thương. Bearcat là một công cụ thiết yếu đang được triển khai trên tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nó không chỉ tốt trên giấy tờ lý thuyết mà còn cung cấp một sức mạnh vô hình về mặt tâm lý lực lượng hành pháp trong một vụ xả súng hoặc đơn giản với kích thước khổng lồ của mình. Chiếc xe squad quái vật được nghiền nát mọi thứ bởi sự ngầu và châu chó của mình. Sự thật chứng minh rằng Bearcat là không thể thiếu đối với mọi đội squad ở Hoa Kỳ. 2. Siêu xe cảnh sát vừa đi trên cạn lại vừa đi ở dưới nước. Quay trở lại với đất nước tỷ đô Dubai, cảnh sát nơi đây vừa tuyển thêm chiếc siêu xe lưỡng cư Jeep Quadki vào đội xe cảnh sát trị giá hàng triệu đô la của mình. Việc bổ sung thêm chiếc Jeep Quadki là để cảnh sát Dubai nối gần khoảng cách tuần tra từ trên cạn xuống dưới nước, mở rộng vùng tuần tra nhằm tạo sự an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Quadki thì có trọng lượng là 900 kg, được trang bị một động cơ BMW K1300 Motorrad dành cho xe 4 bánh, tạo công suất lên tới 140 mã lực. Đây là chiếc thuyền xe chuyển động 4 bánh, có khả năng chuyển đổi hoạt động từ môi trường đất liền sang mặt nước trong vòng 5 giây. Vận tốc tối đa mà Quadki đạt được khi chạy trên bề mặt nước lên tới 72 km/h. Jeep Quadki hiện đang là chiếc thuyền xe chạy nhanh nhất do Jeep Technology, công ty Mỹ chuyên sản xuất xe thể thao chế tạo. Và vị trí đầu tiên trong sách chúng ta ngày hôm nay đó chính là bí mật khác thường trong ô tô cảnh sát Mỹ. Trong nhiều thập kỷ đều hết, xe cảnh sát ở Mỹ đã được sửa đổi từ phiên bản dân sự bởi các nhà sản xuất ô tô hàng đầu. Hầu hết các sửa đổi đều là quan trọng và cần thiết. Ford Police Interceptor Utility mới ra mắt hồi đầu năm 2019, về cơ bản là chiếc Ford Explorer thế hệ mới đã qua sửa đổi. Chiếc xe này có khả năng chịu được tác động của một vụ va chạm từ phía sau với tốc độ lên tới 120 km/h. Không một chiếc xe dân sự ở trên thế giới có sức chịu đựng trên, và một vụ tai nạn như vậy thường sẽ dẫn đến tử vong cho hành khách. Ngoài ra, cửa xe cảnh sát ở Mỹ có thể được sửa đổi để ngăn chặn đa loại xuyên giáp. Thiết kế này dựa trên các tiêu chuẩn của Bộ Tư pháp Mỹ với yêu cầu được khả năng chống đạn từ AK-74. Đầu của xe cảnh sát còn được trang bị loại súng ngắm tia laser, và khi phải truy đuổi xe tội phạm, cảnh sát chỉ việc kích hoạt ống phóng bắn ra một thiết bị nhỏ ở phía đuôi. Công nghệ này giúp giảm thiểu việc cảnh sát phải truy đuổi tốc độ cao vì nghi phạm thể bị theo dõi từ xa. Trên xe cảnh sát Mỹ còn có chế độ gọi là im lặng, giúp chiếc xe khó thể nhận thấy vào ban đêm mặc dù vẫn đang nổ máy. Khi kích hoạt tính năng này, hệ thống đèn cả bên trong lẫn bên ngoài đều tắt, giúp cảnh sát dình tội phạm dễ dàng hơn. Hàng ghế đầu của xe cảnh sát thường được cải tiến để mang theo các vật dụng như là súng lục, súng trường, còng tay, dùi cui và đèn pin. Mọi thao tác khi lấy các thiết bị này chỉ trong vài giây nhờ vị trí dễ lấy và an toàn. Cũng rất là ghê luôn đúng không nào? Và video đến đây thì cũng lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích, và subscribe Taka Channel ngay lập tức để đón xem những clip mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.